Vâng, dụng cụ đồ nông nghiệp em Trường Thảo gửi lời chào tới toàn thể các bác làm vườn. Đơn vị em mới làm xong dao, một cái dòng dao chất liệu bằng thép nhíp. Và hôm nay em sẽ đưa tới các bác 5 loại. Đầu tiên em sẽ gửi tới các bác dòng dao rừng, dao đi rừng, gọi là con dao mèo. Mẫu dao này thì tự tay bên em rèn ra nhá. Em sẽ quay thật chi tiết để các bác nhà mình sẽ nắm bắt được. Con này cái chiều dài của nó tổng thể sẽ là 60. Phần lưỡi của nó thì sẽ rơi vào tầm 35 cm. Và chất liệu thì sẽ bằng thép nhíp 100%. Sống nó dày như thế này. Đấy. Và con này thì sẽ dùng cho các bác nhà mình chặt phát khi đi rừng. Đây là cái đinh chốt để các bác nhà mình sử dụng sẽ không bao giờ bị long dao. Một con dao đầu tiên này thì đơn vị em đang gửi tới các bác là 200.000 một con. Đấy, một con dao siêu sắc bén luôn nhá. Để các bác nhìn qua xưởng nhà em thì với tất cả những cái dụng cụ đồ nhíp thì luôn là lớn nhất. Và nhà em sẽ gửi xỉ lẻ trên 63 tỉnh thành của đất nước. À, khi các bác mà xem được video này thì chắc chắn các bác đã tìm được một đại lý lớn nhất chuyên về dụng cụ nông nghiệp, dụng cụ làm vườn. Tiếp tới là tới mẫu dao quắm này. Tùy thuộc theo công việc của các bác nhé. Rất mong là khi xem video các bác hãy nhớ tên của nó để khi em bán cho các bác nó sẽ gửi đúng hàng. Bởi vì các bác cứ nhớ tên đây là con dao quắm. Các bác nhìn cái chất liệu thép nhít rèn này. Đấy. Con này thì đơn vị em cũng sẽ chốt đinh hết như này để các bác sử dụng làm sao cho nó chắc chắn nhất nhé. Chốt đinh này. Đấy, con này thì em đang gửi cho các bác giá cũng sẽ là 200.000 trên một con. Con quắm rèn. Đấy. Với cái dụng cụ này thì tiếp tới là em sẽ đưa tới các bác con dao tông. Rất nhiều bác yêu cầu dao tông để chặt củi, chặt cây tươi đây. Thì các bác sử dụng con này nhá. Đấy, con này thì nó là mẫu cao cấp nhất rồi. Con này thì đơn vị em đang gửi tới các bác giá sẽ là 250.000 trên một con. Đấy, và cuối cùng là tới hai cái mẫu dao hàn ống tuyếp. Thì em cũng quay qua cho các bác xem một chút nếu như các bác mà đang yêu cầu về những cái mẫu dầm thuổng quốc đánh cây. Đơn vị em sẽ có đầy đủ luôn nhé. Đây là những cái mẫu dầm mà nhà em mới làm xong. Và cũng đây là những cái đơn hàng đang sắp để gửi tới các bác. Quốc chim này. Các loại mẫu dầm luôn nhá. Quốc tây, quốc bướm, các loại. Đây các bác nhìn đây trên giá này. Quốc bướm nhá. Đấy, và với cái dòng dao hàn ống tuyếp này, một mẫu giá rất chi là thấp. Đấy, và đây nữa, còn một cái mẫu này quên cho giới thiệu tới các bác này. Giới thiệu luôn tới các bác mẫu này. Con này là con cầm tay nhá. Đấy. Con này thì giá của nó là em đang gửi từ các bác 150.000, miễn phí ship, con quắm cầm tay. Đấy, và khi xem được cái video này thì các bác đã tìm được một đại lý chuyên về đồ nông nghiệp, đồ gia đình lớn nhất và giá bao giờ cũng tốt nhất và đảm bảo chất lượng tới tay các bác luôn nhá. Đấy, tới con này nhá. Con này thì giá của nó là em đang gửi từ các bác giá là 150.000 đồng trên một con. Đấy, các bác lưu ý thì mẫu này nó sẽ có hai loại để các bác mình lựa chọn. Con này 150.000 này. Đấy, cái này thì sống nó mỏng hơn một chút nhá. Cái này nếu như các bác phát thì các bác sử dụng mẫu này 150.000 miễn phí ship. Đấy, và các bác đang quan tâm tới dụng cụ nông nghiệp, dụng cụ làm vườn giá rẻ, đừng quên nhấn like, chuông và nút đỏ đăng ký kênh để theo dõi những cái dụng cụ sản phẩm của đơn vị em qua những đoạn clip ngắn như này nhá. Vẫn còn một mẫu nữa em muốn đưa tới các bác đây. Mẫu này là mẫu cao cấp hơn. Thì cái ống tuyếp này là ống tuyếp dày to. Đấy, và đồng thời nó cũng phải cân bằng với nhau nhé. Phần lưỡi của nó dày hơn. Đấy, con này nó sẽ khác hẳn luôn các bác nhé. Thì con này em đang gửi tới các bác giá sẽ là 230.000. Con này. Con này thì các bác chặt cây to thoải mái luôn nhé. Sống rất là dày. Đấy. Và với cái bộ dao này thì bác cần mẫu nào hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em để trên phần video. Em sẽ tư vấn và sẽ gửi đến tận nhà các bác luôn. Này các bác này. Con dao quắm cực kỳ là chất nữa. Con này là con cắn gỗ nhá. Con này con ống tuyếp quay rất gần như này cho các bác nhà mình được lựa chọn cho dễ. Đấy. Bác nào đang quan tâm tới đồ nào thì cứ liên hệ trực tiếp hoặc kết bạn Zalo với em để xem mẫu trước khi đặt hàng. Cũng rất cảm ơn các bác đã luôn quan tâm và ủng hộ tới shop em. Hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau. Em sẽ chi tiết tới các bác nhiều đồ để các bác nhà mình được tham khảo hơn nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi cái video này ạ.